Trước tình trạng nhiều nông sản không tiêu thụ được do ùn ứ tại cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp bán lẻ chế biến đang tích cực vào cuộc giúp tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản. Hoạt động này đã phần nào chia sẻ khó khăn với nông dân và được coi là một trong những giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc kéo dài nhiều ngày qua. Hầu hết doanh nghiệp đều chuẩn bị hệ thống kho lạnh để tích trữ hải sản, trái cây, phục vụ các chương trình bán hàng từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề ùn tắc nông sản, thì giải pháp cấp bách là cần định hướng tập trung tiêu thụ tốt các sản phẩm đang vào mùa vụ tại thị trường nội địa. Đặc biệt, những doanh nghiệp có khả năng chế biến sâu hoặc có công nghệ bảo quản cần tham gia vào quá trình này, tránh tình trạng để giá nông sản giảm sâu. Những ngày cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thì tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu đã xuất hiện. Tại tỉnh Quảng Ninh thì chính quyền các địa phương có cửa khẩu đã tích cực phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp bảo quản hàng hóa cũng như là xúc tiến khôi phục thông quan. Ngay sau khi nhận được thông báo của các cơ quan chức năng phía Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo các sở ngành địa phương của tỉnh và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm tra thực tế, rà soát, phân loại hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng dễ hư hỏng như hoa quả tươi, hàng đông lạnh. Cùng với đó là hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bảo quản hàng hóa, thực hiện phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, giảm thiểu hiện tượng ách tắc phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, tích cực hội đàm với chính quyền phía bạn để sớm khôi phục thông quan hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh. Về phía hải quan Móng Cái thì chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái thành lập cái tổ liên ngành cũng như là xây dựng cái quy trình để phân luồng cũng như là điều tiết đối với hàng hóa khi tập kết tại cửa khẩu để hạn chế cái việc ách tắc. Ủy ban quản lý cửa khẩu thì cũng tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân huyện và các cái ngành cung cấp ở phía Trung Quốc ấy, thường xuyên trao đổi để tìm các cái phương án thuận lợi nhất, đẩy nhanh cái tiến độ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương của tỉnh Quảng Ninh cũng tích cực hội đàm trao đổi thống nhất với các cơ quan cung cấp phía bạn để cùng thống nhất các phương án trong công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo quy định của hai bên, thúc đẩy đề xuất kiến nghị với cơ quan cấp trên sớm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo doanh nghiệp đưa hàng hoa quả vào các tỉnh phía trong để tiêu thụ nội địa và có kế hoạch xuất hàng qua các cảng biển nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ. Tăng hơn 1,82 triệu việc làm, thị trường lao động quý 4 năm 2021 có dấu hiệu khởi sắc nhờ những nỗ lực triển khai các giải pháp để xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch của chính phủ, các ngành và các địa phương. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Theo Tổng cục Thống kê, số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 trong quý 4 năm 2021 đã giảm mạnh với khoảng 2,3 triệu người bị mất việc, 12,4 triệu người tạm nghỉ, tạm dừng sản xuất kinh doanh. Sau khi phủ rộng vaccine mũi 2 và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, số người có việc làm đã dần tăng trở lại với 49,07 triệu người, tăng 1,82 triệu người so với quý 3. Thu nhập bình quân tháng của lao động cũng tăng 139.000 đồng so với trước, với mức trung bình là 5,3 triệu đồng. Tuy vậy, Tổng cục Thống kê cho biết vẫn còn rủi ro trong thời gian tới. Tổng cục Thống kê cũng công bố chỉ số phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2016-2020 với mức tăng từ 0,682 lên 0,706. Việt Nam từ nhóm trung bình lên nhóm có chỉ số phát triển con người cao của thế giới.